Karaoke với bản gốc khác nhau nhiều không? Nhiều rồi nha. Cũng giống như việc mấy bộ nghe Hãy Trao Cho Anh Đê, Hãy Trao Cho Anh Đê của anh Sơn Tùng hát với bản của bọn ông chú hàng xóm hát karaoke thì thật sự rất là khác. Vậy mà nhà hát karaoke thì chắc sẽ rất hay. Rất hay, rất đẳng cấp. Nó là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chỉ đẳng cấp ở đây được bổ trong bậc kép. Cùng nhau đến với chương trình Gương Mặt Thân Quen với sự tham gia của nhóm nhạc đình đám BTS và sự tài trợ độc quyền của KD K-pop Shop. Giờ thì KD Go! Mình có một shop bán đồ BTS trên Facebook. Đường link shop mình để ở phần mô tả và bình luận của video. Mấy bồ nhớ ghé shop để ủng hộ mình nha.
저를 제접해줄 사람 어디 겁나 가만히 놔두다가 끊임없이 덧나 사랑도 사람도 너무나도 겁나 내 자신을 갔던 365일간 내 방황하는 내 영혼을 쫓아 길을 잡은 잭스표로 몰아치는 허리케인 졸라맨의 허리끈에 보여 깜짝 놀란 니네들의 소리권 네 안에서 멀때 또 나를 나왔다고 그 영혼 떠나갔지 내가 말했지 너는 곁에 있어도 있는 게 아닌 것 같다고 마음을 마신 뇌를 쳐내가서 살아 심장이 얼어붙어 청하였습니다 Tính ra hát vậy nghe cũng giải trí ghê ta. Mà hơn mà ông còn sống sát bên nhà mình, ông chỉ thích hát mấy bài như kiểu hồn lỡ xa vào đôi mắt. Chứ ông mà hú rồi há như vậy hoài chắc mình chuyển nhà sớm. Mà này, đừng vội chuyển kênh nếu như chưa đăng ký. Và ấn quay chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình có video mới nha. Chờ thì, hẹn lại bồ vào video tiếp theo. Khai đi, bye.